trong bản tin phát đi lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế cho biết là Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Hiện nay, nước ta có tổng cộng 2.833 người bị mắc COVID-19, trong đó đã có 199.000 người đã được tiêm phòng vaccine COVID-19. Liên quan đến vụ việc một nam điều dưỡng mắc COVID-19 tại thành phố Hải Phòng tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được tuyên bố khỏi bệnh, thì mới đây, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã có những lý giải cho vấn đề này. Theo đó, trường hợp của nam điều dưỡng mắc Covid-19 gọi là dương tính lại khi được tuyên bố khỏi bệnh, bệnh nhân vẫn phải cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tại Hải Phòng để theo dõi. Đến ngày cách ly thứ 13 thì có kết quả xét nghiệm là dương tính. Điều này có thể do bệnh nhân chưa đào thải hết hoặc do xác định virus còn sót lại trong người bệnh nhân. Để cẩn thận, Sở Y tế thành phố Hải Phòng vẫn đưa lên tuyến trên để điều trị. Bệnh nhân dương tính lại không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Thực tế cũng có nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 dương tính lại như trường hợp trên.